chào, đây là một video đánh giá lại. Vì thực ra với chính chiếc BMW 5 Series 2020 này, cách đây 2 năm tôi đã có một video đánh giá khá là chi tiết rồi. Chiếc BMW 5 Series 7 nhiều và đồng hào khiến cảm giác điểm. Nó chưa phải là một bản full. Tôi nghĩ là các bạn phong đây với tôi có lẽ là một trong những cái nội thất thuộc da tốt và kim loại được phối hợp cho tới thời điểm rất là tinh tế. Tuy nhiên, một màn độ xe thực sự là full tận nóc và sức hấp dẫn quá đặc biệt của chiếc 530 với phân khúc khiến cho chúng tôi có mặt ở Bình Dương một lần nữa để làm video. Và vì đây là một video đánh giá lại, chúng ta hãy làm nó theo kiểu hơi khác một chút. Xe cộ mệt lắm, nhưng bạn đừng lo. Mua xe, check xe, chăm xe. Hơn cả một kênh thông tin mua bán, việc gì khó có oto.com.vn đồng hành. BMW vừa được biết đến với danh tiếng về sự thể thao và sức hấp dẫn theo kiểu nam tính. Và từ xưa cho tới tận bây giờ, ngay ở trạng thái nguyên bản nhất của mẫu xe này thì tôi tin rằng nhiều người vẫn cảm nhận được cái không khí đặc biệt này. Ở bên cạnh tôi đây là một mẫu xe được độ theo phong cách full tận nóc nên là chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nhiều về mức hấp dẫn của nó. Và tôi tin rằng nhiều người sẽ khó nhận ra đây là chiếc 5 Series bản chưa facelift. Chiếc M5 phiên bản mới nhất thì thay đổi cao cấp của chiếc 530i đó là bộ la răng 20 inch, kẹp phanh và giảm tốc hàng hiệu. Đồng bộ với sự hầm hố là mức độ hiếu chiến khi mà phần thân xe được hạ thấp xuống, đi kèm với đó là phần gương xe, khe mang cá và phần đuôi xe cũng được đồng bộ với phần body kit của chiếc M5 đích thực. Đúng với phong cách diễn đạt full tận nóc thì đây là trần xe Alcantara, sẽ không còn là trần xe nguyên bản của chiếc BMW 530i bản 2020 nữa. Và tất nhiên là các cái chi tiết nội thất khác thì cũng được lột bỏ, thay vào đó là bộ cánh của chiếc M5 đích thực. Các cánh cửa của chiếc 530i cũng được loại bỏ, thay vào đó là cánh cửa của chiếc M5 với các mảng ốp carbon. Chúng ta sẽ có loa BMW, tất nhiên vẫn là vô lăng phiên bản thể thao chứ danh. Đồng hồ tốc độ thì cũng đã được độ lại, kèm với đó là full chức năng hỗ trợ lái cao cấp. Màn hình thông tin giải trí, các mảng ốp ở mặt táp lô và các cái núm xoay thì cũng đã được đổ lại. Tuy nhiên một điểm hơi tiếc là chúng ta không có cần số M5 ở đây. Tuy vậy, để nói về chi tiết mà tôi cho là đắt giá nhất của bộ độ M5 này thì nó nằm ở phần ghế. Các bạn có một bộ ghế chỉnh được quá nhiều hướng để mang tới mức độ tinh chỉnh cao cấp nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những cái tư thế ngồi thoải mái, chắc chắn, dính người. Và chỉ cần lăn bánh nhẹ thôi thì các bạn sẽ cảm nhận ngay bộ ghế này quả thật là đáng tiền. Thông thường thì các mẫu xe BMW đều được trang bị những cái bộ ghế nó đã đủ tốt rồi. Nhưng với bộ ghế M5 này, trải nghiệm của các bạn sẽ lên một tầm hoàn toàn khác. Với tôi thì chiếc BMW 530 sẽ là một mẫu xe thuộc diện quá đầy đủ. Tức là các bạn sẽ tìm kiếm thấy đủ mọi yếu tố mà chúng ta trông chờ một chiếc xe hơi. Nó có thiết kế rất đẹp mắt, kích thước hoành tráng, cảm giác chạy phấn khích, đặc biệt chắc chắn và không thể không nhắc tới là sự thực dụng. Ngay vị trí ngồi của tôi thôi, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái không gian ngồi thoải mái với những gì chúng ta kỳ vọng ở một chiếc thuộc diện midsize. Tất nhiên là không thể nào so sánh với độ rộng quá khủng khiếp của chiếc ES, nhưng với tôi thì ngồi ở đây là quá thoải mái rồi. Độ chìm của ghế thấp và độ ngửa cũng rất tốt nữa. Ngoài ra, mẫu xe này ở trạng thái nguyên bản có khả năng cách âm có thể nói là nuốt trọn đối thủ Mercedes E300. Ngay cả với một mẫu xe đã được độ xuống gầm thấp, một bộ lốp lớn hơn là răng 20 inch như mẫu xe của anh bạn tôi đây, thì khả năng cách âm ngồi ở đây vẫn còn là thoải mái hơn mẫu xe đối thủ. Và cuối cùng, nhắc tới điểm thực dụng cuối cùng của chiếc xe này thì đó là phần cốp. Nó sẽ lại một lần nữa đứng trên đỉnh của phần khúc. Lý do quan trọng nhất để tôi làm lại video này sau khoảng gần 3 năm đó là ngay cả thời điểm năm 2022 so sánh với những chiếc xe đời mới nhất Audi A645, Lexus ES250 hay là E300 facelift mới thì BMW 530 vẫn là một chiếc xe hoàn toàn thống trị phân khúc. Điểm này thì tôi cũng phải gọi là báo biện cho bản thân của mình một chút, vì có nhiều bạn sẽ nói rằng tôi là fan cuồng của thương hiệu này và tôi đánh giá quá cao nó, nhưng không. Đây hoàn toàn là ý kiến của một người làm review theo một phong cách hoàn toàn là chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ tìm thấy những cái giá trị mà vượt trội các mẫu xe đối thủ. Đầu tiên, hãy nhắc tới một khối máy của nó. Khối máy trên chiếc xe này nó mang tới một cảm xúc chứ danh mà các bạn hoàn toàn phải thốt lên, đúng là BMW.
Và tôi sẽ nghĩ rằng chúng ta không cần phải đề cập tới bất cứ thông số kỹ thuật gì ở đây, vì đó không phải là thứ mà các bạn muốn biết. Vì rất đơn giản là nó hoạt động quá sức hoàn hảo. Nó có mức độ ngọt lịm, mượt mà, nhanh chóng giống như chiếc Audi A6. Chiếc xe đó có hệ thống MyHybrid. Nhưng nó lại có một mức độ uy lực vượt trội ở giải vận tốc hoặc giải tua cao hơn. Ngoài ra một yếu tố khác cũng tạo nên sự cao cấp cho động cơ trên chiếc 530, đó là mức độ êm mượt. Các bạn chạy và gần như không bao giờ có thể cảm nhận được độ rung hay là tiếng ồn của cỗ máy này lọt vào trong xe, trừ khi là chúng ta ép lên tới những cái giải vòng tua thuộc diện Redline. Lúc đó thì tất nhiên là cái phần tiếng bộ đằng sau các bạn đã có thể nghe thấy rồi. Và đây cũng là một mẫu xe khá thú vị, là ngay trên nền tảng Polo nguyên bản các bạn cũng sẽ có những cái âm thanh mà với tôi là đủ sức hấp dẫn. Ở video trước, ở video về chính chiếc xe này làm cách đây khoảng gần 3 năm, tôi có nói rằng nó là một mẫu xe quá dư thừa với những cái tốc độ có cho phép ở Việt Nam. Và thực sự là ngay cả khi mà các bạn chạy đến full tải thì những cái pha bứt tốc ở 8-90 nó vẫn quá đơn giản và nhẹ nhàng. Một cái cảm xúc được trao quyền đó là một thứ mà người ta sẽ vẫn nhắc tới BMW như là một thương hiệu mang tới sự thăng hoa cao nhất cho khách hàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải nhắc tới một cái trạng thái được gọi là phản hồi ngay lập tức trên khối động cơ 252 mã lực của chiếc 530i. Tuy nhiên chạy chiếc xe này chúng ta sẽ vẫn cần phải kìm hãm cái sự hưng phấn lại của mình một chút. Nếu không các bạn sẽ gặp phải một cái trạng thái có thể gọi là bị hụt hẫng về mặt kỳ vọng. Tức là dù sao thì chiếc 530 vẫn là một mẫu xe không phải hiệu năng cao. Các bạn không thể nào tìm tới những cái pha tăng tốc quá sức là thốc giật, hay là những cái pha lấy đà mà nó bơm đầy adrenaline lên não, giống như là phong cách của chiếc M5 đích thực. Nguyên điểm đầu tiên đã đủ để khiến cho chiếc 530 này thống trị phân khúc rồi. Nhưng điểm thứ hai mới là cái sức hấp dẫn mà tôi dành tình cảm cao nhất, đó chính là hệ thống treo. Với chiếc 530 nguyên bản, các bạn sẽ có la răng 18 inch và hệ thống treo của nó thì phải nói là hoàn toàn vượt qua tất cả những cái trạng thái chắc chắn khác của các mẫu xe cùng phân khúc. Ngay cả với chiếc Audi A6, một mẫu xe mà tôi đánh giá rất cao với mức độ êm thấm, khả năng kiểm soát tốt, thì 530 vẫn có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên hiện tại thì chúng tôi đang chạy chiếc 530 với một cái phần phuộc độ, la răng độ và đã hạ thấp gầm. Như thế thì tổng thể chúng ta sẽ có một mẫu xe mà nó cũng sẽ khá giống với phong cách. Nếu các bạn đã từng xem về chiếc BMW X6 cũng của anh bạn tôi ở đây thì nó sẽ cứng hơn khá nhiều, nhưng mức độ kiểm soát thì đặc biệt tốt. Và nó sẽ rất phù hợp cho những cái pha mà các bạn phiêu lưu theo cảm xúc, cầm lái ở vận tốc cao. Đến phần này thì tôi tin là nhiều người đã bắt đầu nói rằng ông này chính là fan của BMW, nên là ông ấy dành cho chiếc xe này quá nhiều lời khen ngợi. Vậy chúng ta hãy cùng có một chút so sánh ở đây. Về mức độ chắc chắn, chiếc Lexus ES cũng làm cực kỳ tốt, nhưng cái cảm xúc của nó thì thô cục và sự tinh tế thì chắc chắn là thua rất xa chiếc Audi A6. Audi A6 thì sẽ bớt đi một chút chắc so với Lexus ES, nhưng mức độ êm đậm của nó thì tốt hơn rất nhiều. Còn nhắc tới chiếc 530 thì nó lại lên một cái tầm cao hơn nữa. Tức là những cái dao động nó để lọt vào trong khoang xe, ngay cả những cái tình huống va chạm mạnh nhất thì nó vẫn có một cái mức độ suy giảm, mức độ trung hòa đi. Rất khó để có một cái va chạm nào quá mạnh mà chúng ta cần phải tạo ra một cái lời than phiền với người cầm lái cả. Tôi vẫn thường nói rằng chúng ta sẽ khó có thể tìm kiếm thấy thứ gì được gọi là hoàn hảo trong tầm tiền. Nhưng với chiếc 530 các bạn tìm được một trạng thái tôi gọi là hoàn hảo một cách tương đối. Một thứ nữa một thứ nữa mà chiếc 530 đè bẹp tất cả các đối thủ, đó là phần vô lăng. Tất nhiên tôi không nói về mặt thiết kế rất nhiều lần rồi, mà nó là trạng thái cảm xúc cầm lái. Thực sự là đã không ít lần tôi tự hỏi và tôi phải nói lên trên các video của mình là tại sao các nhãn hàng khác họ không thể nào copy được cái phong cách vô lăng này của BMW. Nó quá tốt. Các bạn sẽ cảm nhận được cái mức độ thay đổi về trợ lực, sự mượt mà, cảm xúc kiểm soát, mọi thứ đều quá tốt. Và tôi cũng có phần đồng ý, đó là thời gian mà BMW họ quyết định chuyển sang dùng trợ lực điện với hầu hết các mẫu xe của mình thì chúng ta đã mất bớt phần nào cái phản hồi theo kiểu sắc lẹm từ mặt đường dội lên, cũng là một thứ tương đối là đặc sản nữa. Tuy nhiên thì cảm xúc tổng thể, cái thứ mà chúng ta tìm kiếm vẫn là một mức độ kết nối. Với chiếc xe này, với đặc thù chiếc 530 này, các bạn sẽ có một cái trạng thái chuyển làn, trạng thái chuyển hướng mà nó rất là đồng nhất với ý muốn của người lái. Chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều về những cái thao tác mà chúng ta đặt ra, về những cái thao tác cổ tay mà chúng ta đẩy lên trên vô lăng. Mọi thứ nó diễn ra cực kỳ là tự nhiên. Trước khi quyết định làm video này thì quả thật là bản thân tôi cũng rơi vào một tình huống hết sức là khó xử, vì tôi biết rằng ngôn từ của mình là bất lực với sự hấp dẫn của chiếc 530. Cầm lái chiếc xe này phải nói là rất nghiện.
mỗi lần vào đây, mỗi lần xuất hiện ở Bình Dương để làm review những mẫu xe của anh bạn tôi thì nó đều là một cái cảm xúc tiếc nuối như vậy. Rất hào hứng, rất mong muốn được có mặt ở đây để trải nghiệm, nhưng lại cũng rất tiếc nuối khi phải rời xa sớm với nó. Đây cũng sẽ là một trường hợp tương đối là hiếm hoi. Các bạn sẽ xem rất nhiều video của tôi và nhận ra điều đó. Tôi nói rằng chúng ta tìm được một thứ mang tính chất hoàn hảo tương đối. Chiếc 530 là một thứ như vậy. Có chăng thì cái thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy lấn cấn hay là phải suy nghĩ, nó sẽ là một mức độ phổ biến không được tốt bằng chiếc E300, hay một mức độ đòi hỏi ăn chơi cao hơn. Khi chạy những chiếc như Lexus ES chẳng hạn thì tôi tin là người ta sẽ tìm kiếm nhiều những cái giá trị giống như kiểu là lành hay là đơn giản, ít phải động chạm, ít phải sửa chữa. Còn với BMW, chạy một chiếc BMW, các bạn buộc phải động, buộc phải ăn chơi, phải hưởng thụ chiếc xe này, chứ không thể nào sử dụng nó như một phương tiện di chuyển đơn thuần. Một video như này được chúng tôi thực hiện trong một quá trình công tác khoảng 7 ngày ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương với rất nhiều các kế hoạch khác nhau. Thế nên là có thể là mức độ chỉn chu của nó sẽ không được tốt như mọi khi. Lời chia sẻ này để hy vọng rằng các bạn có thể thông cảm cho chúng tôi. Và lời cuối cùng ở video này đó là vẫn cảm ơn anh Cường, một người bạn vô cùng đặc biệt trong suốt 3 năm qua đã hỗ trợ chúng tôi, đã cho phép chúng tôi trải nghiệm rất nhiều mẫu xe thú vị. Và sẽ rất sớm thôi, ở video tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm chiếc 740 của cùng một vị chủ nhân.